Thưa khán giả, sáng nay ngày 21 tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt triển khai nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 44 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 44. Quán triệt triển khai nội dung chủ yếu của chỉ thị số 24 ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng và chương trình của Tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 24. Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh về các quan điểm, mục tiêu, phương châm, chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và công tác bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện sự nghiêm túc trong việc nghiên cứu quán triệt nghị quyết, đồng thời nghiên cứu đóng góp ý kiến vào chương trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, sau hội nghị, các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội căn cứ các chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết này để nghiên cứu cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực hiệu quả nhằm sớm đưa nội dung nghị quyết chỉ thị của Trung ương vào cuộc sống, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm từ xa. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tỉnh Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Chiều nay ngày 21 tháng 3, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023. Dự hội nghị có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Sổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo một số địa phương, cùng đại diện các đại lý sổ số kiến thiết trong khu vực. Năm 2023, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tổ chức thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, giữ vững tốc độ tăng trưởng. Vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Đến nay, công ty đã có trên 140 đại lý vé sổ số kiến thiết Sóc Trăng đã phát hành đến 21 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam. Công ty thường xuyên giữ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với công ty sổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố trong khu vực, các đại lý sổ số, tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Năm 2023, doanh số tiêu thụ của công ty đạt 6.319 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch năm và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế là 832 tỷ, đạt 113% so với kế hoạch năm và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022. Nộp ngân sách 1.750 tỷ, đạt 113% kế hoạch năm và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022. Từ hoạt động sổ số kiến thiết, công ty còn thu và nộp hộ vào ngân sách tỉnh số tiền thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng, thuế thu nhập cá nhân đại lý 211 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2022. Trong năm 2023, chi phí trả thưởng là 3.045 tỷ đồng, tương đương với 7.046.186 vé. Từ kết quả hoạt động kinh doanh, năm 2023, công ty đã tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tài trợ học bổng, hỗ trợ người nghèo, tập học sinh cho các trường trong và ngoài tỉnh với số tiền 18,33 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Lâu đã biểu dương đánh giá cao kết quả kinh doanh và những đóng góp của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua cũng như trong năm 2023.
Qua đó đề nghị công ty cần phải quán triệt thống nhất quan điểm hoạt động xổ số kiến thiết không phải là hoạt động kinh doanh đơn thuần mà như một biện pháp điều tiết thu nhập của một bộ phận dân cư, hỗ trợ cho việc huy động các nguồn lực trong nhân dân để thực hiện các mục tiêu phát triển về y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội cộng đồng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Giám đốc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại lý, cần tiếp tục cập nhật và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chỉ đạo từ Bộ Tài chính, đặc biệt là về quản lý tài chính tiết kiệm hiệu quả, chấp hành quy định về phát hành và địa bàn tiêu thụ xổ số. Đồng thời thực hiện tái cơ cấu hoạt động kinh doanh tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu quả, tập trung vào cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng, cải tiến thực hiện các quy trình đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, thường xuyên tuyên truyền mục đích ý nghĩa của hoạt động kinh doanh xổ số ít nước lợi nhà để người dân hiểu đúng, tham gia trò chơi xổ số từ việc sử dụng vốn nhàn rỗi. Đề nghị công ty tiếp tục đồng hành cùng với các đại lý xổ số và các chính quyền địa phương các cấp quan tâm chăm lo đời sống cho người bán vé số, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như tổ chức các diễn đàn, tổ chức các điểm ăn miễn phí, tài trợ học bổng cho học sinh và công tác an sinh xã hội. Dịp này, công ty cũng đã tổ chức trao giấy khen của Sở Tài chính cho 46 cá nhân, đồng thời trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 2 tập thể và 32 đại lý xổ số có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện phát hành, phân phối, tiêu thụ vé xổ số kiến thiết Sóc Trăng năm 2023. Đặc biệt, ông Lê Văn Khanh, nguyên Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng cũng đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng cũng đã trao tượng trưng tài trợ quỹ học bổng lương định của với số tiền 5 tỷ đồng.